Thành phố Hồ Chí Minh còn tồn hơn 642.000 liều vaccine phòng COVID-19. Đáng lo nữa là hơn 642.000 liều vaccine này tới ngày 30 tháng 6 năm 2022 là hết hạn, nên Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị phải tăng cường tiêm chủng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các quận huyện tăng cường công tác tiêm chủng phòng COVID-19 trên địa bàn. Bởi từ tháng 1 năm 2022 đến nay, thành phố được phân bổ hơn 1,1 triệu liều vaccine Pfizer có hạn sử dụng đến 30 tháng 6 năm 2022 để thực hiện tiêm chủng mũi 3, mũi 4 cho người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, đến hết ngày 19 tháng 6, thành phố vẫn còn tồn hơn 642.000 liều vaccine Pfizer loại dùng cho người lớn. Thế nên, việc tăng cường tiêm chủng hạn chế tối đa việc hủy vaccine do quá hạn sử dụng là rất cần thiết. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.